Hiện nay, việc nhiều bạn nam lựa chọn sử dụng thuốc kích dục như một giải pháp nhanh chóng để tăng cường ham muốn, cải thiện trục trặc chuyện giường chiếu đang ngày càng phổ biến. Đây được coi là một giải pháp trợ thủ phòng the đắc lực. Thế nhưng hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu về hoạt lực của các thành phần trong thuốc kích dục một cách rõ ràng. Chưa kể, hầu hết các sản phẩm kích dục trên thị trường đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và chỉ được bán trên các website, các kênh mạng xã hội. Theo bác sĩ, việc nam giới sử dụng sai cách hay lạm dụng thuốc kích dục có thể dẫn đến những tác hại khôn lường. Rất nhiều những cái thuốc mang tính chất kích thích, kích dục có tác dụng nhanh, cấp tốc và gây ra cho người nam giới có những cái sức khỏe sinh sản đột biến và khỏe phi thường. Những cái thuốc này thường là xuất phát từ những cái nguồn gốc mà có những cái yếu tố cấm, đó là những yếu tố gây kích thích một cách nhất thời, nhanh chóng cho người nam giới để thỏa mãn cái nhu cầu quan hệ tình dục. Tuy nhiên, đằng sau khi dùng thuốc, nó sẽ có thể gây ra rất nhiều những cái tác hại khôn lường mà người bệnh nói chung và người nam giới nói riêng không thể mường tượng được. Đấy. Đó có thể gây ảnh hưởng đến những cái chức năng về sinh dục sau này, ảnh hưởng chức năng sinh lý sau này, dẫn đến tình trạng lạm dụng thuốc, nghiện thuốc, quen thuốc và có thể gây ảnh hưởng đến những cái chức năng sống khác của cơ quan sinh dục của người nam giới. Vậy thì các bạn nam giới có nên sử dụng những thuốc này hay không? Thì câu trả lời của bác sĩ đó là cân nhắc phải sử dụng, bởi vì xét về mặt y học thì những cái thuốc này không có trong guideline hướng dẫn của điều trị những cái bệnh lý về rối loạn chức năng tình dục nói chung và những cái tình trạng yêu sinh nữ riêng. Các bạn muốn điều trị thì lời khuyên của bác sĩ các bạn rất là cần phải đến khám tại các cơ sở y tế uy tín và khám với các bác sĩ chuyên khoa về nam học. Tại đây các bác sĩ sẽ chẩn đoán được tình trạng bệnh là gì, phân loại yếu sinh lý, nguyên nhân, qua đó sẽ đưa ra những cái phác đồ, những cái thuốc điều trị thì khi đó mới điều trị hiệu quả được. Và khi chúng ta có bệnh chúng ta phải dùng thuốc thì cái căn bệnh mới cải thiện tốt và hiệu quả được. Chúng ta từng có tin những cái trong nháy nháy đó, những cái bác sĩ trên mạng đó là những cái nơi, những cái địa chỉ không rõ nguồn gốc và những cái thuốc không rõ xuất xứ, không rõ tác dụng như thế nào, và chẳng may có những cái biến chứng, có những tác dụng phụ thì ai là người chịu trách nhiệm cho các bạn? Vậy các bạn nam đừng quá lo lắng, các bạn rất là cần phải là một cái người bệnh nhưng phải thông thái, phải tìm đến đúng cơ sở và đúng bác sĩ uy tín để có thể khám và điều trị hiệu quả căn bệnh cho tất cả các bạn.